Trọng Phúc và Đan Đan chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona trên kênh Việt News USA để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ, cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé. Tháng 6 và ngày lễ cha, mời quý đồng hương đến tham dự đêm thánh nhạc Tình Cha với sự góp mặt của các ca sĩ thánh nhạc như Thanh Sang, Thái Minh Hoàng, Ngọc Phượng, Tuyết Hằng cùng ca đoàn Hội Thánh Tin Lành Greenfield và Hội Thánh Tin Lành Phoenix và vũ điệu về Tình Cha với đội múa Miriam, MC chương trình Bình An, Trọng Phúc lúc 7 giờ thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2024 tại Hội Thánh Tin Lành Greenfield 301 North Hartford Street, Chandler, Arizona 85225. Hãy liên lạc với các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam gần nơi quý vị cư ngụ để nhận vé mời hoặc 602-481-2647. Vui lòng đến trước 15 phút để được sắp xếp chỗ ngồi chu đáo. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024, Trọng Phúc mời quý khán giả cùng bắt đầu chương trình với một số tin đáng chú ý như sau. Tin Arizona: khánh thành công viên gia đình Frontier 85 mẫu Anh ở Queen Creek. Cửa hàng Arizona lớn nhất của Daiso sẽ khai trương tại Phoenix vào tháng 6 này. Tin California: Newport Beach bị ảnh hưởng bởi trận động đất liên tiếp. Gavin Newsom đề xuất các ngân sách cho cơ quan thực thi pháp luật, nhà tù, an toàn công cộng thì California đối mặt với thâm hụt lớn. Tin Đông Bắc Mỹ: tin Washington DC, gấu trúc khổng lồ đang quay trở lại vườn thú quốc gia DC. Tin Massachusetts: kẻ hiếp dâm hơi thở hôi bị bắt ở California sau 16 năm trốn chạy. Tin Vermont: Scott sẽ không phủ quyết dự luật loại bỏ các rào cản đối với thuế tùy chọn địa phương ở các thị trấn Vermont. Tin Hoa Kỳ: tòa án tối cao Florida ủng hộ Ron DeSantis trong việc loại bỏ công tố viên được Soros hậu thuẫn. Người Mỹ bị bắt ở Turk và Kaiko nói rằng không rõ Bộ Ngoại giao đứng về phía Mỹ hay về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Và giờ này, mời quý khán giả cùng đến với phần tin chi tiết. Tin Arizona: khánh thành công viên gia đình Frontier 85 mẫu Anh ở Queen Creek. Tin từ Queen Creek, Arizona: thị trấn Queen Creek đã sẵn sàng mở công viên mới nhất của họ vào tháng 6 này. Hãy chào đón Frontier Family Park. Đây là công viên mới nhất của thị trấn rộng 85 mẫu Anh. Công viên có rất nhiều tiện ích vui chơi khác nhau như là sân bóng chày, sân bóng mềm, sân bóng đá, sân bóng bầu dục, nhiều sân bóng ném, một sân chơi hòa nhập thực sự vui nhộn và thú vị như là sân bóng rổ, sân bóng chuyền, hồ câu cá, tất cả mọi thứ ở một nơi. Adam Robinson, giám đốc tạm thời của công viên và giải trí, nói với ABC 15 rằng tất cả các nơi vui chơi và sân tại công viên sẽ bắt đầu mở cửa từ ngày mai thứ Bảy, ngày 8 tháng 6. Khai mạc ngày 8 tháng 6, lễ cắt băng khánh thành bắt đầu lúc 7:30. Lễ hội diễn ra từ 8 giờ đến 10 giờ. Địa chỉ của công viên Frontier là 20039 đường South 220 ở Queen Creek. Giờ làm việc từ 5 giờ rưỡi sáng đến 10 giờ tối. Giờ hoạt động từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối tháng 3, tháng 4 và tháng 10. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 9. Cửa hàng Arizona lớn nhất của Daiso sẽ khai trương tại Phoenix vào tháng 6 này. Tin từ Phoenix, với 5 địa điểm ở thung lũng, Daiso hiện đã sẵn sàng mở cửa địa điểm lớn nhất ở Arizona vào tháng 6 này, gần đường Baseline và đường Bay Street. Địa điểm Daiso lớn nhất dự kiến sẽ mở tại Mountain Park Plaza, 602 East Baseline Road ở Phoenix. Lễ khai trương dự kiến cho mặt tiền nhà hàng này là ngày 22 tháng 6. Theo đại diện của Daiso, địa điểm mới này rộng 13.800 feet vuông, đủ lớn để chứa tất cả các mặt hàng của Daiso, bao gồm sản văn phòng Nhật Bản, Sanrio, Relax Kuma và các sản phẩm nhân vật khác, mỹ phẩm,
phòng tắm, sức khỏe, đồ gia dụng và nội thất, nhà bếp, kho lưu trữ, làm vườn, đồ điện tử, phụ kiện ô tô, dụng cụ, v.v. Daiso cũng chuẩn bị mở một địa điểm khác vào cuối tháng này tại Mesa Superstition, là 1850 South Signal Build Road, nếu dự kiến sẽ mở vào ngày 29 tháng 6. Nếu quý khán giả chưa bao giờ đến Daiso, dưới đây là một số địa điểm của Daiso ở Arizona. Tin California, Newport Beach bị ảnh hưởng bởi trận động đất liên tiếp. Tin từ Newport Beach, California, hai trận động đất xảy ra ở Newport Beach vào tối thứ Năm. Trận động đất đầu tiên được báo cáo lúc 4 giờ 52 chiều, với cường độ ban đầu là 3.6 độ chấn. Theo cơ quan khảo sát địa chấn của Hoa Kỳ, nó xảy ra cách bãi biển Newport hơn 1 dặm về phía đông bắc. Nó có độ sâu ghi nhận gần 8 dặm. Trận động đất thứ hai xảy ra lúc 5 giờ 04 chiều cách Newport Beach gần 2 dặm về phía đông bắc. Theo cơ quan khảo sát địa chất, thì nó có cường độ ban đầu là 3.4 độ. Địa trận dư chấn thứ hai được ghi nhận ở độ sâu hơn 7.5 dặm. Gavin Newsom đề xuất các ngân sách cho cơ quan thực thi pháp luật, nhà tù, an toàn công cộng khi California đối mặt với thâm hụt lớn. Thống đốc California Gavin Newsom đã đề xuất cắt giảm ngân sách liên quan đến an toàn công cộng, chẳng hạn như là nhà tù và cơ quan thực thi pháp luật, khi tiểu bang đồng thời phải vật lộn với thâm hụt tê liệt và tăng gấp đôi các mục tiêu về khí hậu liên quan đến công bằng. Ngân sách đề xuất của đảng Dân Chủ California được công bố vào tháng 5, lưu ý rằng cần phải có những quyết định khó khăn để giải quyết khoản thâm hụt, ước tính là 27.6 tỷ Mỹ Kim. Dự kiến sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới. Nó bao gồm việc cắt giảm 97 triệu Mỹ Kim cho các hoạt động của tòa sơ thẩm, 10 triệu Mỹ Kim cho ban thực thi pháp luật của Bộ Tư pháp và hơn 80 triệu Mỹ Kim cho Bộ Cải huấn và Phục hồi. Người phát ngôn của Gavin Newsom ban đầu nói với Fox News Digital rằng không có sự cắt giảm nào đối với lực lượng thực thi pháp luật. Ngân sách đề xuất nhiều cách để giúp chính phủ hoạt động hiệu quả hơn và giảm chi phí cho người nộp thuế, bao gồm cả việc cắt giảm chi tiêu của tù nhân. Kể từ khi thống đốc Gavin Newsom nhậm chức vào năm 2019, tiểu bang đã đầu tư kỷ lục vào cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm 1.1 tỷ Mỹ Kim để giải quyết tội phạm, hỗ trợ cảnh sát và buộc tội phạm phải chịu trách nhiệm, người phát ngôn đã nói. Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vô bếp từ năm 2007 tới nay, với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Tin Washington DC, gấu trúc khổng lồ đang quay trở lại vườn thú quốc gia DC. DC chính thức đưa gấu trúc khổng lồ trở lại vườn thú quốc gia. Tại sao lại quan trọng? Ở một thành phố nơi buôn bán gấu trúc và các bữa tiệc sinh nhật tràn lan, việc không có gấu trúc khổng lồ kể từ tháng 11 không phải là điều dễ dàng đối với người dân Washington. Bây giờ các chú gấu trúc đang quay trở lại. Hãy chờ đợi thật nhiều pandemonium hạnh phúc. DC sẽ nhận được một cặp gấu trúc vào cuối năm nay, theo một thông báo giám đốc Viện Sinh học Bảo tồn và Vườn thú quốc gia Randy Smith. Kể từ khi Trung Quốc lần đầu tiên gửi gấu trúc khổng lồ đến vườn thú quốc gia sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ vào năm 1972, những chú gấu mang tính biểu tượng đã là dấu hiệu của tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, số lượng gấu trúc khổng lồ tại các vườn thú ở Mỹ đã giảm dần khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng trong những năm gần đây. Ba chú gấu trúc cuối cùng của DC, Tian Tian, Mei Xian và đàn con của chúng
Xiao Quiji đã trở về Trung Quốc vào tháng 11 theo các điều khoản trong thỏa thuận cho vay của vườn thú với chính phủ Trung Quốc. Sự trở lại là không chắc chắn. Giờ đây, nhiều con gấu mới mà Trung Quốc cam kết gửi sang Mỹ trong những tháng gần đây là một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho ngoại giao gấu trúc. Tin Massachusetts. Kẻ hiếp dâm hơi thở hôi bị bắt ở California sau 16 năm trốn chạy. Cảnh sát khu vực vịnh San Francisco hôm thứ Ba đã giúp cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ một kẻ bị truy nã trong vụ hiếp dâm ở Massachusetts gần 2 thập kỷ sau khi hắn trốn khỏi bang trong đó phiên tòa xét xử, nhà chức trách cho biết. Theo thông cáo báo chí do cơ quan cảnh sát Hoa Kỳ ban hành, người đàn ông bị bắt giữ được xác định là Tuan Kitley, người phải ra tòa trong vụ bắt cóc và cưỡng hiếp một phụ nữ trẻ bằng dao ở Quincy, Mass. Thông cáo cho biết Lee đã tìm được thấy phạm tội trong một phiên tòa tháng 9 năm 2007, nhưng đã bỏ trốn trước khi bị kết án. Cảnh sát bang Massachusetts đã treo thưởng lên tới 10.000 USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Lee và xuất hiện nhiều lần trên chương trình truyền hình America's Most Wanted để thảo luận về vụ án. Lee được mệnh danh là kẻ hiếp dâm có hơi thở hôi sau khi giới truyền thông biết được một trong những bằng chứng chứng minh Lee là kẻ tấn công chính là hơi thở hôi của anh ta. Tin Vermont, Scott sẽ không phủ quyết dự luật loại bỏ các rào cản đối với thuế tùy chọn địa phương ở các thị trấn Vermont. Thống đốc Phil Scott cho biết ông sẽ không phủ quyết dự luật giúp các thị trấn dễ dàng áp dụng thuế quyền chọn địa phương như một cách giúp giảm thuế tài sản của họ. Hiện tại, các nhà lập pháp cần phải phê duyệt trước khi một thị trấn có thể áp thêm 1% thuế đối với doanh thu, phòng và bữa ăn hoặc rượu. Dự luật này sẽ loại bỏ yêu cầu đó. Dự luật được liên đoàn các thành phố và thị trấn Vermont ủng hộ mạnh mẽ. Scott cho rằng việc loại bỏ cơ quan lập pháp khỏi quy trình vào thời điểm này là điều hợp lý. Con ngựa này đã ra khỏi chuồng, cách đây đã lâu rồi. Tại thời điểm này, tôi tin rằng bạn biết điều gì công bằng cho người này cũng công bằng cho người khác. Và vì vậy, chúng ta có thể chỉ cần mở nó ra và để họ làm những gì họ muốn. Ông nói. Các thị trấn áp dụng thuế tùy chọn địa phương sẽ giữ 70% doanh thu và 30% dành cho chương trình cung cấp vốn cho các cộng đồng sở hữu các tòa nhà của bang mà không phải trả thuế tài sản địa phương. Cử tri ở khoảng 30 thị trấn trước đây đã chấp thuận thuế địa phương. Tin Hoa Kỳ. Tòa án tối cao Florida ủng hộ Ron DeSantis trong việc loại bỏ công tố viên được Soros hậu thuẫn. Tòa án tối cao Florida đã ra phán quyết ủng hộ quyết định của thống đốc tiểu bang Florida là Ron DeSantis về việc sa thải một công tố viên được Soros hậu thuẫn vào thứ Năm. DeSantis đã đình chỉ luật sư tiểu bang Monique Worrell vào tháng 8 năm 2023, cáo buộc bà vô trách nhiệm khi phạm tội. Worrell đã khởi kiện để được phục hồi chức vụ, cho rằng việc loại bỏ cô ấy là một việc thực thi quyền đình chỉ một cách tùy tiện, không có căn cứ. Phán quyết 6-1 hôm thứ Năm đã dập tắt kế hoạch của bà. Chúng tôi không thể đồng ý với Worrell rằng các cáo buộc trong sắc lệnh hành pháp là mơ hồ một cách không thể chấp nhận được, cũng như không đề cập đến hành vi nằm trong phạm vi thực thi hợp pháp quyền truy tố, bản ý kiến viết. Người Mỹ bị bắt ở Turk và Cairo nói rằng không rõ Bộ Ngoại giao đứng về phía Mỹ hay về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Brian Hackerich, một ông bố của hai con ở Pennsylvania, đã về nhà được gần 2 tuần sau khi anh ta bị bắt và giam giữ hơn 100 ngày ở Turk và Cairo vì để quên đạn dược trong hành lý tại một sân bay trên quần đảo. Hackerich giống như 4 người Mỹ khác bị bắt vì cùng một vụ việc kể từ tháng 2, không biết đạn có trong vali của mình khi chuẩn bị bay về nhà sau kỳ nghỉ cùng gia đình. Nhưng anh phải tranh cãi để thoát mức án tối thiểu là 12 năm cho bản án thấp nhất. Cuối cùng, một thẩm phán đã ra lệnh cho cựu vận động viên bóng chày 39 tuổi phải nộp phạt 6.500 Mỹ Kim và cho phép anh ta trở về nhà.
Giờ đây, Harris đang lên tiếng về việc thiếu sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao và điều mà ông mô tả là tình cảm chống Mỹ trong các quan chức chính phủ TCEI, mặc dù ông nói rằng người dân địa phương đã cố gắng tỏ ra tử tế và hữu ích. Huế mộng mơ, Huế nên thơ, Huế với nền văn hóa ẩm thực cung đình đặc sắc của cố đô Huế. Mời quý khán giả hãy đến với nhà hàng Huế Gourmet để được thưởng thức những món ăn ngon đậm đà hương vị của một nền ẩm thực lâu đời Huế, như bún bò Huế nổi tiếng được nhiều người biết đến, hay những món ăn dân dã như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, hay cây xé miệng ăn phải hít hà với cơm hến rất thân thuộc gần gũi với người dân xứ Huế. Ngoài ra, Huế Gourmet còn có nhiều món ăn ngon như bún măng vịt, bún mắm, bún riêu cua, bánh xèo, nem, chả và nhiều món ngon khác. Huế Gourmet tọa lạc 66 South Dobson Road, Suite 126, Mesa, Arizona 85202, trong khu Mekong Food Court. Số điện thoại 480-251-7429, 480-251-7429. Chủ nhân trân trọng kính mời. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trầm Phúc và Đan Đan xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và để giúp chương trình tránh bớt kiểm duyệt, xin quý khán giả hãy bấm nút like trong mỗi video cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.